Khoảng 17 giờ ngày 15 tháng 10, nhiều phụ huynh đang đứng chờ đón con trên vỉa hè đường Huỳnh Văn Lũy, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô biển số tỉnh Bình Dương lưu thông với tốc độ cao lao thẳng lên vỉa hè đúng chỗ phụ huynh đứng, khiến nhiều người thương vong. Sau cú tông mạnh, hàng loạt phụ huynh cùng xe máy bị hút văng, nhiều phương tiện và nạn nhân nằm la liệt trên vỉa hè. Đến tối cùng ngày, công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ ô tô con lao lên vỉa hè tông nhiều xe máy, khiến một người tử vong và nhiều người bị thương.